Top 10 sự thật đặc biệt về hệ thống giáo dục ở Phần Lan. Phần Lan, một quốc gia nằm ở phía Bắc châu Âu, không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ mà còn là một điểm đến lý tưởng cho những người muốn nắm bắt tri thức. Hệ thống giáo dục ở Phần Lan là một trong những mô hình xuất sắc nhất trên thế giới. Và dưới đây là 10 sự thật đặc biệt về giáo dục của đất nước này. Một, chất lượng giáo dục cao cấp. Phần Lan nổi tiếng với chất lượng giáo dục cao cấp. Hệ thống giáo dục công cộng và tư nhân đều được đầu tư mạnh mẽ, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận môi trường học tập chất lượng cao. Các trường đại học và trường cao đẳng nổi tiếng trên thế giới như Đại học Helsinki và Đại học Aalto tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng. Các trường đại học và cao đẳng hàng đầu không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu mà còn khuyến khích sự sáng tạo và tư duy phê phán ở học sinh. 2. Miễn phí đối với học đại học. Một điểm nổi bật là hệ thống giáo dục đại học ở Phần Lan là miễn phí cho người học, bao gồm cả sinh viên quốc tế, giúp tạo điều kiện bình đẳng và khuyến khích nhiều người tham gia giáo dục cao cấp. Điều này không chỉ tạo điều kiện bình đẳng mà còn khuyến khích sự đa dạng văn hóa trong cộng đồng học thuật. Chính sách miễn phí đại học ở Phần Lan đóng vai trò lớn trong việc tạo ra một môi trường học tập bình đẳng. Nó không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho sinh viên mà còn khuyến khích sự tham gia của tất cả các tầng lớp xã hội vào giáo dục cao cấp. 3. Ngôn ngữ đa dạng. Ngôn ngữ giáo dục chính thức là tiếng Phần Lan, nhưng nhiều chương trình giáo dục cũng được giảng dạy bằng tiếng Anh. Điều này tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế có thể tham gia vào các khóa học một cách dễ dàng. Việc cung cấp chương trình giáo dục bằng cả tiếng Phần Lan và tiếng Anh là một lợi thế lớn, tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế tham gia một cách dễ dàng. Điều này không chỉ làm cho giáo dục trở nên hấp dẫn hơn mà còn thúc đẩy sự đa dạng và sự hiểu biết văn hóa. 4. Hệ thống đánh giá thông minh. Phần Lan sử dụng hệ thống đánh giá thông minh, không chỉ đánh giá kiến thức mà còn tập trung vào phát triển kỹ năng và sự độc lập. Học sinh được khuyến khích phát triển ý kiến và khả năng giải quyết vấn đề, tự quản lý học tập và phát triển kỹ năng sáng tạo. Hệ thống đánh giá thông minh tại Phần Lan tập trung vào sự phát triển toàn diện của học sinh. Việc đánh giá không chỉ dựa trên kiến thức mà còn đặt nặng vào khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán và tinh thần sáng tạo, đặc điểm quan trọng để học sinh có thể tự tin đối mặt với thách thức thực tế. 5. Thời gian học linh hoạt. Hệ thống giáo dục ở Phần Lan giữ thời gian học tập linh hoạt. Giờ học không quá nặng nề, giúp học sinh có thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, thể dục và thời gian gia đình. Thời gian học ở Phần Lan được thiết kế linh hoạt, không áp đặt áp lực lớn lên học sinh. Điều này tạo cơ hội cho việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp phát triển sự cân bằng giữa học tập và hoạt động cá nhân. Chế độ học linh hoạt tại Phần Lan không chỉ giảm áp lực học tập mà còn tạo cơ hội cho sinh viên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, từ đó phát triển kỹ năng xã hội và sự đa dạng của cá nhân. 6. Giáo viên được tuyển chọn kỹ lưỡng. Quá trình tuyển chọn giáo viên ở Phần Lan rất nghiêm túc. Họ không chỉ đánh giá kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng đến kỹ năng giao tiếp và khả năng tương tác với học sinh. Việc tuyển chọn giáo viên ở Phần Lan được tiến hành một cách kỹ lưỡng. Ngoài kiến thức chuyên môn, giáo viên còn được đánh giá về khả năng tương tác với học sinh và khả năng truyền đạt kiến thức một cách sinh động. Quá trình tuyển chọn giáo viên kỹ lưỡng giúp đảm bảo chất lượng cao của giáo viên là yếu tố then chốt giúp hỗ trợ quá trình học tập. 7. Chú trọng phát triển kỹ năng xã hội. Giáo dục ở Phần Lan không chỉ là về kiến thức học thuật mà còn về phát triển kỹ năng xã hội. Học sinh được khuyến khích tham gia vào các hoạt động nhóm và dự án cộng đồng. Hệ thống giáo dục ở Phần Lan còn đặc biệt chú trọng vào phát triển kỹ năng xã hội. Học sinh thường được tham gia vào các hoạt động nhóm và dự án cộng đồng để học hỏi kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Chú trọng vào phát triển kỹ năng xã hội là một điểm mạnh, giúp học sinh không chỉ trở thành người học giỏi mà còn là người có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt trong môi trường công việc. 8. Chăm sóc học sinh tận tâm. Hệ thống giáo dục Phần Lan quan tâm đến tâm lý và phát triển toàn diện của học sinh. Các chương trình hỗ trợ tâm lý và tư vấn được tích hợp để giúp học sinh vượt qua khó khăn và áp lực học tập. Giáo dục Phần Lan không chỉ chú trọng vào khía cạnh học thuật mà còn đề cao tâm lý và sự phát triển cá nhân của học sinh. Các chương trình hỗ trợ tâm lý và tư vấn giúp họ vượt qua những thách thức và áp lực học tập. Chính sách chăm sóc học sinh toàn diện của Phần Lan, bao gồm cả hỗ trợ tâm lý và tư vấn, là một yếu tố tích cực. Nó giúp học sinh vượt qua khó khăn và xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc. 9. Phòng chống độc hại tinh thần. Phần Lan đặt sự chú ý đặc biệt đến tình trạng tinh thần của học sinh. Chương trình giáo dục tích hợp những biện pháp phòng chống căng thẳng và tăng cường sức khỏe tinh thần. Nắm bắt xu hướng toàn cầu về tăng cường tinh thần,
Phần Lan tích hợp các biện pháp phòng chống căng thẳng và tăng cường sức khỏe tinh thần trong chương trình giáo dục, giúp học sinh tự tin và trải nghiệm học tập tích cực. Việc tích hợp các biện pháp phòng chống độc hại tinh thần thể hiện sự chú ý đặc biệt đến sức khỏe tinh thần của học sinh. Điều này không chỉ giúp họ vượt qua căng thẳng học tập mà còn tạo ra một môi trường tích cực. 10. Liên kết giáo dục và nền kinh tế. Hệ thống giáo dục ở Phần Lan được liên kết chặt chẽ với nền kinh tế. Các chương trình học được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thị trường lao động, tạo ra sự liên kết mạnh mẽ giữa giáo dục và công việc. Hệ thống giáo dục ở Phần Lan đặc biệt linh hoạt và liên kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường lao động. Các chương trình đào tạo được thiết kế để đáp ứng đòi hỏi của ngành công nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên dễ dàng hòa nhập vào thị trường lao động và góp phần vào sự phồn thịnh của nền kinh tế đất nước. Mối liên kết chặt chẽ giữa giáo dục và nền kinh tế đảm bảo rằng học sinh được chuẩn bị cho thị trường lao động hiện đại. Các chương trình đào tạo được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, tạo cơ hội cho sinh viên dễ dàng hòa nhập vào xã hội và kinh tế. Tóm lại, giáo dục ở Phần Lan không chỉ là quá trình truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình phát triển cá nhân toàn diện. Sự đầu tư mạnh mẽ, tính bình đẳng và sự đa dạng ngôn ngữ đã tạo nên một mô hình giáo dục xuất sắc. Hệ thống giáo dục ở Phần Lan không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường phát triển toàn diện cho học sinh. Sự kết hợp giữa chất lượng giáo dục, sự đa dạng và chú trọng đặc biệt vào phát triển cá nhân đã tạo nên một mô hình giáo dục xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự thành công của đất nước.